Sáng nay ngày 25 tháng 10, Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam phối hợp với công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tổ chức lễ khởi động chương trình Dinh dưỡng cân bằng cho thế hệ tương lai tại tỉnh Sóc Trăng. Chương trình Dinh dưỡng cân bằng cho thế hệ tương lai sẽ được triển khai trong học kỳ 1 của năm học 2023-2024, cấp phát miễn phí 405.492 hộp sữa đậu nành Famicansi trị giá 1,85 tỷ đồng cho hơn 33.000 học sinh trung học cơ sở tại 63 trường thuộc 5 huyện Kế Sách, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị và Trần Đề. Bên cạnh việc cấp phát sữa, Vinasoy sẽ kết hợp cùng nhà trường tổ chức các hoạt động vui chơi lồng ghép trang bị kiến thức về dinh dưỡng cân bằng cho các em học sinh một cách trực quan và dễ hiểu tại 3 điểm trường tiêu biểu. Theo đó, các em sẽ được trải nghiệm trạm 5 cân bằng, bước đầu xây dựng 5 thói quen tốt cân bằng trong học tập và cuộc sống. Là thương hiệu có hơn 1/4 thế kỷ gắn bó trong đời sống của người tiêu dùng Việt, Vinasoy hiểu được giá trị dinh dưỡng mà đậu nành mang lại cho sự phát triển của trẻ em. Chính vì vậy, dinh dưỡng cân bằng cho thế hệ tương lai là một chương trình đặc biệt ý nghĩa với Vinasoy. Bằng những sản phẩm mang nguồn dinh dưỡng lành từ thực vật, Vinasoy hy vọng sẽ góp phần cải thiện thực trạng dinh dưỡng còn thiếu cân bằng của học sinh, giúp các thế hệ tương lai của đất nước phát triển tối ưu cả về thể chất lẫn trí tuệ. Chương trình dinh dưỡng cân bằng cho thế hệ tương lai đã được thực hiện bền bỉ nhiều năm qua cho các em học sinh trên khắp cả nước, trong đó có học sinh Sóc Trăng. Điểm mới trong chương trình năm nay đó là tập trung hướng đến đối tượng học sinh trung học cơ sở. Nằm trong nội dung chương trình, các đại biểu đã được nghe chuyên gia dinh dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp các kiến thức chuyên sâu và lời khuyên bổ ích về chế độ dinh dưỡng phù hợp cho lứa tuổi học sinh từ 12 đến 14 tuổi. Đây là giai đoạn học sinh có những thay đổi lớn về thể chất cùng sự chuyển biến quan trọng về tâm sinh lý. Do đó, một chế độ dinh dưỡng cân đối và hợp lý là vô cùng quan trọng để đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và phát triển. Của đào tạo tỉnh Sóc Trăng hy vọng các hoạt động của công ty Vinasoy thực hiện tại Sóc Trăng trong thời gian tới sẽ góp phần khuyến khích các em học sinh tìm hiểu về dinh dưỡng thực vật, dinh dưỡng cân bằng, đồng thời tích cực truyền cảm hứng để các em tham gia các hoạt động lành mạnh, thường xuyên vận động thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, say mê khám phá, chăm chỉ học tập. Đồng hành cùng học sinh tỉnh, dịp này công ty sữa đậu nành Việt Nam đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh nghèo vừa khó học giỏi tỉnh Sóc Trăng nhằm hỗ trợ và tiếp sức thiết thực giúp các em có thêm động lực trong học tập.